Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày 6 tháng 1 năm 2022 ha. Và mình đang có mặt ở văn phòng vé nhà xe Phương Trang ở số 231 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5. Chiều hôm nay mình đến đây để hỏi xe đi Đà Lạt, Nha Trang và các tỉnh miền Tây nha. Rồi, chúng ta đi vô trong. Mình xin phép hai em rồi. Bây giờ là anh hỏi chút xíu là cái chuyến đi từ Sài Gòn đi Đà Lạt hiện tại có chuyến mấy giờ em? Dạ anh đi ngày nào anh? Dạ. Ví dụ ngày mai đi. Dạ ngày mai thì từ 5 giờ sáng đến 24 giờ đêm, chứ 1 tiếng không xe. 5 giờ sáng tới 12 giờ khuya, 1 tiếng đồng hồ có một chuyến. Hiện tại cái giá hiện tại nha là bao nhiêu tiền em? Dạ 250. 250, còn có loại mà phòng nằm thì nhiêu? Dạ xe phòng nằm limousine đó anh. À cũng 250 thôi. Anh cứ nhớ là có một loại xe nó có cái phòng nó lớn hơn chứ. Dạ bên em có. Ôi vậy hả? Dạ. Còn Sài Gòn Nha Trang. Sài Gòn Nha Trang cũng bằng giá 250. Cũng là 5 giờ sáng tới 12 khuya. Nha Trang thì tại tạm thời thì em đi từ 20 giờ. 21 giờ hoặc 22 giờ, một ngày 3 xe. 3 xe. Hiện tại là Sài Gòn Đà Lạt, Sài Gòn Nha Trang đi mình có kiểm tra test Covid gì không? Dạ thì khách ở nhà chỉ tải PC Covid lên, mình thông tin ở trên mạng hết á. Là xong, ok. Còn các tỉnh miền Tây hiện tại mình đi tỉnh nào em? Dạ, tất cả tổng trừ Bình Minh, Vĩnh Long. Chưa có cho khách chạy xe. Vậy có nghĩa là trong 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện tại đều có xe chạy hết rồi. Thì các tuyến chẳng hạn như Sài Gòn, Cần Thơ là mình sẽ đi lúc mấy giờ hả? Dạ, Sài Gòn, Cần Thơ thì cũng bắt 1 tiếng có 1 xe anh. Ok. Còn Sài Gòn mà đi Châu Đốc? Châu Đốc thì mình cũng còn hạn chế xe. Cũng ngày cũng có xe đi nhưng mà cũng ít giờ hơn. Từ 9 giờ sáng 4 giờ, 16, 20 giờ, 22 giờ, 24 giờ. Sài Gòn Châu Đốc hiện tại cái giá vé bao nhiêu tiền em? Dạ 155.000 đồng một vé. Và cái hiện tại cái giá Tết là vẫn chưa có đúng không em? Và muốn cập nhật, muốn mua vé thì có thể gọi qua số tổng đài là 1900 6067. Hiện tại nếu mà ở Sài Gòn mà đặt vé đi Đà Lạt, Nha Trang và đi miền Tây á, thì ngoài cái văn phòng em ở số 231 Lê Hồng Phong còn mua vé đâu được nữa? À ok. Thường thì anh thấy là Sài Gòn đi Cần Thơ, Sài Gòn đi Châu Đốc. Rồi để coi Sài Gòn đi Hà Tiên rạch giá thế nào em? Dạ Hà Tiên rạch giá thì cũng có, Hà Tiên cũng có xe chạy luôn. À ok. Rồi cảm ơn em rất nhiều ha. Dạ cảm ơn em nhiều. Em đây các bạn. 1900 6067. Các bạn cần thông tin thêm thì gọi số này nhé. Cái giá vé Tết là bao giờ là sẽ có qua tuần nữa là sẽ có giá. Dạ ok. Rồi các bạn có thể truy cập website photobus.vn nha. Các bạn có thể đặt vé qua số 1900 6067. Thì nếu các bạn từ Sài Gòn đi Đà Lạt, Sài Gòn đi Nha Trang thì Mũi Né luôn ha, thì phải có mặt trước. Còn đi các tỉnh miền Tây thì phải có mặt trước 45 phút thì các bạn đặt vé đến đây lấy vé ha. Và Sài Gòn Đà Lạt, Sài Gòn Nha Trang hoặc là Sài Gòn miền Tây sẽ trung chuyển. Phía trước có xe trung chuyển các bạn. Rồi cảm ơn em nha. Các bạn lưu ý luôn là trong cái đợt Tết á, thì đặt qua tổng đài là phải thanh toán trước nha. Thanh toán trước 1-2 ngày gì đó. Còn ngày bình thường á, thì có thể đúng cái ngày lên xe đó thì các bạn đến trước khoảng độ 45 phút hay 15 phút rồi lấy vé luôn. Đây là xe trung chuyển nha. Ok Huy ơi, đi.
Hiện tại là khoảng độ 4 giờ chiều, mình có mặt ở khu vực bến xe miền Tây các bạn. Thì ở đây hiện tại có rất nhiều xe đi về Cần Thơ, Cà Mau và cả Kiên Giang. Thì ở đây mình lấy được thông tin của nhà xe Tuấn Nga nè, có chuyến xe lúc 8 giờ 30 sáng ngày mai chẳng hạn. Thì xe phòng nằm là 350 và xe giường nằm là 200. Có nghĩa hiện tại là các bạn có rất nhiều xe đi về miền Tây rồi. Ở đây là tuyến Sài Gòn Kiên Giang Hà Tiên. Địa chỉ số 1 là số 7 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5. Các bạn có thể đặt vé xe qua số điện thoại 096-257-1199 hoặc là 0946-79-0055, 0942-79-0055. Như vậy là tình hình hiện tại xe chạy khá là nhiều. Ở đây là xe limousine 20 giường 5 sao. Đó là cái loại phòng mà mình nói là phòng nằm đó. Và giá xe là 350 ha. Nhà xe Tuấn Nga. Hiện tại là khoảng độ 4 giờ chiều, mình đang có mặt ở bến xe miền Tây. Và hiện tại ở bến xe miền Tây có khá nhiều xe đi về Cà Mau, đi về Cần Thơ và kể cả Hà Tiên, Kiên Giang. Thì trong đó mình thấy á, xe đi Cần Thơ có tuyến buổi sáng và buổi chiều. Và ở đây mình có lấy được thông tin từ nhà xe Tuấn Nga. Ở đây Tuấn Nga có xe đi Hà Tiên chẳng hạn như ngày mai chạy lúc 8 giờ 30 sáng. Phòng nằm VIP á, xe limousine 20 giường 5 sao. Giá là 350. Còn giường nằm là 200.000 đồng ha. Địa chỉ nè, số 1. Mình xin lỗi, địa chỉ 1, số 7 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5. Số điện thoại 0962571199, 0946790055 hoặc là 0942790055. Và địa chỉ số 2 chính là bến xe miền Tây ở đây. Và mình cũng thấy rất nhiều những cái chú, những anh chạy xe Grab ở khu vực bến xe miền Tây rồi. Rất khác so với lúc trước. Tuy nhiên là lượng xe ra vào bến thực sự vẫn còn rất ít các bạn. Và rất nhiều các bác tài vẫn còn ngồi trên xe đợi khách. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp cập nhật tình hình về Sài Gòn. Các bạn, nhà xe Tuấn Nga nè, ngay phía trước bến xe miền Tây. Đó, các bạn thấy đó, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn ha, Kiên Giang, Hà Tiên. Ở đây mình thấy có phòng vé thành phố Hồ Chí Minh, phòng vé Kiên Giang, phòng vé Hà Tiên. Rồi thấy đại lý vé tàu cao tốc Phú Quốc, đi Phú Quốc của hai hãng tàu Super Đông và Phú Quốc Express. Từ Hà Tiên, Phú Quốc rạch giá 5 du. Ghi hình thêm nữa, đây là xe buýt số 39 chạy từ trung tâm Sài Gòn về tới bến xe miền Tây trong trường hợp các bạn cần đi xe buýt nha. Mình nhớ như là lên ở công viên 23 tháng 9 hoặc là ngay khúc của đường Đại lộ Hàm Nghi.